Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lập Sutiki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Minecraft kỵ sĩ rồng nhá. Và cũng đã rất là lâu rồi từ khi mà mình nhặt được cái quả trứng rồng Moonlight á, thì mình đã cho vào cái rương nhưng mà chưa có kịp đem đi up. Cho nên trong ngày hôm nay thì mình sẽ quay lại cái chỗ mà mình nhặt được quả trứng nè và mình up luôn nhá. Để sau khi quả trứng rồng này nở thì mình sẽ có được một bé rồng Moonlight và hy vọng là bé rồng đực thôi, tại vì mình khá là thích rồng đực ấy. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ trở lại đây và mình sẽ cho quả trứng vào giữa cái khu vực đảo bay này luôn. Đợt trước thì quả trứng nằm trên đây nè, giờ thì mình sẽ đặt quả trứng ở phía dưới đi để cho nó bằng bằng một xíu đây. Và ở đây có nước thì mình chỉ sợ là trở thành dòng nước thôi, tại xung quanh có nước này. Ok, chắc bây giờ mình sẽ dùng cái cây hammer này để mình đập ra một xíu nha. Ở bên đây đó, vậy là xung quanh nó đã khá là khô ráo rồi đó. Giờ thì chỉ đợi cho quả trứng rồng này nở ra thôi đó. Giờ thì quên nữa, nãy giờ chưa kích hoạt quả trứng. Quả trứng phải có những cái luồng khói màu cam như vậy nè thì mới có thể đợi và nở ra được ấy. Rồi, giờ trứng thì cũng đã ấp rồi, bây giờ thì mình sẽ quay về nhà nhá để làm công việc ngày hôm nay thôi. Giờ mình sẽ về nhà một cái nè, và mình cũng có săn được một ít cái quả bóng chất nhờn để mình có thể chế tạo được những cọng dây ấy. Rồi, giờ mình sẽ lấy chỉ và chế tạo những cọng dây thôi, tại vì mình muốn chế tạo được những cái mini mob farm ấy nên cần phải có những cọng dây. Rồi, đầu tiên mình sẽ đặt như vậy. Đó, mình đã có được hai cọng dây rồi. Từ công thức cọng dây nè thì mình có thể chế tạo ra cái lasso để bắt những con vật và cho vào cái mob farm ấy. Nhưng mà mình cần phải có thêm hai viên kim cương nữa. Hiện tại thì mình đã có được 26 cái khối kim cương rồi, và sắp tới mình sẽ đi dành nhiều kim cương một xíu để làm một vài thứ khác nữa nha. Rồi, sau đó mình sẽ coi công thức lại nào. Mình cần thêm hai quả bóng chắc nhờn. Đó, mình đã làm được một cái lasso rồi nè. Giờ mình sẽ thử ra ngoài bắt một con vật bất kỳ coi. Mình sẽ bắt bò đi, tại vì bây giờ mình cần thịt ấy để có thể cho mấy bé rồng, nhất là bé rồng hoang dã của mình ăn nè, để mau lớn. Rồi, bắt tạm mấy bò này. Đó, trong đây đã có được một con bò rồi nè, và máu là 10 trên 10 luôn hả. Và mình cũng có chuẩn bị những cái lò nung này để có thể nấu vật liệu ấy, để sắp tới mình xây dựng cái khu vực cho những bé rồng ở, tại cũng đã rất là lâu rồi cho mấy bé rồng toàn ở bên ngoài cơ mà. Và cái chỗ farm này mình sẽ đặt ở trước nhà luôn đi, để mỗi khi mình đi ra khỏi nhà là có thức ăn và đem ra cho mấy bé ăn luôn. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ đặt cái mob farm ở đây, sau đó cho cái cọng dây buộc chứa cái con bò vào. Nhầm, cái lasso mới đúng. Đó, giờ thì đợi thôi. Hiện tại của mình đang làm ở cấp thấp nhất ấy, cho nên tốc độ nó khá là chậm. Nên bây giờ mình sẽ vào trong và tìm cách để nâng cấp nó lên coi. Chưa. Chưa, để mình đợi coi cấp đầu tiên nó ra được bao nhiêu cái miếng thịt bò với lại da bò nhá. Mình không biết là nó ra một lần hai thứ đó luôn hay là có tỷ lệ nữa, tại vì nhiều khi mình giết bò thì nó đâu rơi ra cái da bò đâu. Đó, thành ra mình cũng đang lo là cái mob farm này nó không có rơi ra da bò cho mình. Rồi, giờ thì mình sẽ vào trong ngủ một cái đã, rồi sáng thức dậy ra kiểm tra cái mob farm luôn. Rồi, ngủ một cái, và chắc mình sẽ nâng cái mob farm này lên vàng hoặc là bạc đi để cho tốc độ nó được cải thiện hơn ấy, chứ tốc độ như vậy thì rất là lâu để có được thịt bò với lại da bò luôn. Chắc mình sẽ làm thêm một cái nữa, một cái là mình sẽ farm bò nè, một cái mình sẽ farm skeleton để có thêm xương cũng như là những cái mũi tên. Cho hai da bò và hai cái miếng thịt bò. Cái này nó cũng có độ bền nữa. Ôi, giờ mình phải thường xuyên săn những con skeleton, những con chắc nhờn rồi. Chắc bây giờ mình sẽ nâng cấp nó lên các bạn ơi. Giờ mình sẽ coi nào, coi công thức nâng lên stone thì mình cần phải có kệ sách. Ôi, phải cần có hai cái wooden mob farm thì mới có thể nâng lên stone à. Vậy là bây giờ mình phải vào trong và chế tạo thêm một cái mob farm nữa rồi. Để xem công thức của cái này coi. Công thức của cái này thì mình cần kệ sách, xương, thuốc súng. Nói chung là những cái thứ rơi ra từ mấy con quái á. Đây, thịt zombie nè, xương nè, chỉ có rồi thuốc súng. Ui, hình như mình vứt, đây thuốc súng đây. Đó, cái tiếp thì mình cần thêm kệ sách. Hình như là cần 4 kệ thì phải. Để kiểm tra lại coi. 4 kệ đúng không? Đúng rồi, 4 kệ và một cái thủy tinh nữa. Thủy tinh. Ui. mình xài hết thủy tinh rồi. Ok, bây giờ ra ngoài lấy một cục cát gấp coi. Đây, có cát luôn. Đó, chỉ cần một cái thôi. Lấy thêm cục này luôn. Rồi, sau đó vào trong nhà và cho vào cái lò nung kim cương thôi. Đây, nung ra đi. Mặc dù hơi phí một xíu nhưng mà không sao, kệ cho nung nhanh là được. Rồi, mình đã được một cái thủy tinh, hai cái thủy tinh. Số còn lại mình sẽ nung thịt bò đi để cho tiết kiệm.
Sau đó thì mình sẽ xem công thức lại một lần nữa và chế tạo luôn. Đó, mình đã có được hai cái wood đành rồi. Và để nâng cấp nó lên cái stone thì mình cần thêm hắc diệm thạch cũng như là đá nhẵn. Hắc diệm thạch thì mình nhớ không lầm là còn ở trong rương. À đây, có hắc diệm thạch luôn nè. Rồi đá nhẵn mình còn luôn. Rồi, sau đó bấm vào công thức thôi. Ô, mình còn thiếu một cái kệ sách nữa. Kệ sách, đây có kệ sách luôn. Rồi, vậy là năng lực lên được cái stone rồi đó. Lên stone không biết cái thời gian của nó là bao nhiêu nữa. Thời gian của nó là 40 giây. Ô, 40 giây thì còn khá là chậm á. Để coi nâng cấp lên cái này là iron. Iron thì mình cần... Ui, là mình cần phải chế tạo thêm mấy cái stone mob farm rồi. Còn thời gian của nó là 30 giây á. Cứ mỗi cấp độ tăng lên á thì mình sẽ được giảm 10 giây á các bạn. Và nó sẽ giảm cái khả năng hỏng nữa. Cái này coi, nó chỉ có 33% giảm khả năng hỏng của nó thôi à. Chắc mình phải gán năng lên cái stone, cái iron này luôn á. Ok, giờ mình sẽ coi còn cái que quỷ lửa không. Que quỷ lửa còn nè, hắc diệm thạch còn, khối sắt cũng còn luôn. Là mình cần phải chế tạo thêm những cái stone mob farm á. Giờ mình sẽ chế tạo thêm một cái nữa nhé, để mình có thể nâng lên cái iron nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ra bên ngoài để lấy những cái cục đá nhẵn nha. Tại vì hiện tại mình đang thiếu đá nhẵn để có thể chế tạo cái stone mob farm. Rồi, giờ mình đã có đá nhẵn và bây giờ mình sẽ chế tạo cái stone mob farm. Đó, mình đã có tổng cộng được hai cái stone mob farm rồi. Kế tiếp thì mình sẽ nâng lên cái này và búp. Đó, được một cái iron mob farm rồi đó. Giờ để coi, để nâng lên cái vàng thì mình cần phải có khối vàng và hai cái iron mob farm. Ui, cái này chắc từ mình nâng sau đi. Tạm thời xài tạm cái iron mob farm cũng được. Ngoài bò ra để coi mình có thể farm được con gì nữa không. À, để mình thử coi có thể farm được cái vải của rồng Ender không nhờ. Mình nhớ, đây là quả trứng đây nè. Đó, để coi không biết có nhét quả trứng vào trong đây được không nữa. Ôi, quả trứng trong đây không được. Nếu đặt như vậy thì sao. Lấy cọng dây ra bắt vào thử coi. Cái này thả con bò ra đi. Ô, được nè. Mình cho rồng Ender vô trong được nè. Để coi rồng Ender sẽ rơi ra cái gì nhá. Wow, nếu mà rơi ra cái vải rồng Ender thì tuyệt vời luôn á. Rồi, ô, cái quả trứng bé xíu ăn chổng kìa. Rồi, kiểm tra cái này nó chỉ mất có để coi cái iron hình như là mất có 30 giây để ra một cái item thôi các bạn ơi. Và giờ đã chạy gần xong rồi nè. Ồ, đang rất là hồi hộp luôn, không biết rơi ra cái gì đây. Wow, vải rồng Ender. Yay, mình đã có vải rồng Ender rồi. Và để tránh mất những cái vải này thì mình sẽ tìm một cái rương. Đây, mình có một cái rương nè. Mình sẽ đặt ở phía trên cái mob farm á, để mình có thể tự động nhặt luôn, giống như cái hopper vậy đó. Đây, mình sẽ đặt cái rương ở phía trên cái mob farm nhá. Rồi, khi nào mà nó rơi ra vải thì sẽ cho vào cái rương này. Mình chỉ cần ra đây và nhặt vào thôi. Thích ghê luôn á. Và cái này nó cũng... Ui, một lần nó giảm 2 đồ bền lận. Đó, mình đã có được 13 cái vải rồng Ender rồi. Và mình có thể chế tạo bộ giáp rồng Ender á, cũng như là dụng cụ rồng Ender luôn. Wow, rất là tốt. Vậy mình sẽ cố gắng farm thêm vải rồng Ender từ cái mob farm này nha. Nếu như vậy chắc mình sẽ có thể áp dụng được tất cả các loài rồng còn lại luôn á. Nhưng mà mình cần phải có quả trứng cơ. Còn nếu bé rồng này thì sao ta? Không biết bé rồng đó có dùng cọng dây bắt được không nữa. Nhưng mà cái đó thì từ từ mình sẽ thí nghiệm sau nha. Như vậy công việc chế tạo mob farm cũng đã khá ổn rồi. Mình sẽ cố gắng nâng cấp trong thời gian giữa hai tập. Còn công việc kế tiếp thì mình sẽ chế tạo một cái mobile enchantment này, để mình có thể lấy được những quyển sách từ những cái dụng cụ được phù phép sẵn ấy. Cái này như có hai công thức để có thể chế tạo á. Để mình xem coi. Hình như mình cũng có thể nâng cấp nữa. Đầu tiên mình sẽ lấy cái bàn enchant này trước. Sau đó thì mình sẽ lấy emerald ra. Đây, mình có emerald sẵn rồi. Emerald mình sẽ đặt ở bốn góc như vậy. Và cái bàn enchant đặt ở giữa. Ủa, công thức này sử dụng không được rồi. Như vậy thì mình phải chế tạo lại từ đầu hả? Tiếc ghê luôn á, nhưng mà không sao đâu. Chắc chỉ hơi tốn kim cương thôi. Tốn mất 2 viên nè. Tốn thêm cái gì nữa ta? Tốn thêm hắc diệm thạch nè, bột nhuộm cam và một quyển sách. Như vậy đó, được hai cái bột nhuộm cam rồi. Và mình có 44 cái vải rồng Ender rồi nè. Ô, chắc mình farm vài stack thôi, chứ mình sẽ đổi cái con vật khác ấy. Sắp có giáp rồng Ender mặc rồi. Rồi, giờ mình sẽ chế tạo luôn.
Nó một cái mobile enchantment này à, giờ mình sẽ tìm một cái dụng cụ mình cần gỡ dòng ra trước. Nhưng mà bây giờ mình cần phải dọn dẹp đồ cái đã. Giờ đồ đạt hơi bừa bộn nè. Chắc mình sẽ lấy cái những quyển sách từ cái cây kiếm này ra trước đi. Toàn là sách tốt không nè. Đây. Đó. Sửa chữa nè. Đánh bật lùi gây trái sắc bén á. Sắc bén 4. Lấy luôn. Nói chung là mình sẽ lấy hết đó các bạn. Và bây giờ nó đã trở thành một cây kiếm bình thường rồi nè. Cất vào lại. Như vậy mình đã có được một cái quyển sách sửa chữa đầu tiên rồi. Và với quyển sách sửa chữa này thì mình sẽ ép vào cái cây Giant Hammer này để mình có thể đi mai dễ dàng hơn. Đây, mình sẽ cho cây Giant Hammer vào đây. Một cái quyển sách sửa chữa. Tốn 2 level thôi. Đó. Sau đó mình sẽ ra ngoài và enchant nó lên luôn. Tại vì giờ mình còn 61 level nè. Cho vào đây. Đầu tiên sẽ chầm hỏng mắt nè. Kế tiếp là mình sẽ enchant cái dòng gia tài đi. Đó, gia tài. Và cuối cùng là hiệu suất. Rồi. Giờ cái cây Giant Hammer của mình đào là siêu nhanh luôn á. Để coi coi cái dụng cụ tiếp theo mình muốn ép dòng sửa chữa đó chính là cái cây Hammer đi. Tại vì cây Hammer này mình cũng dùng thường xuyên nè. Đó, tốn 2 level thôi. Tại vì những cấp độ đầu thì tốn rất là ít level luôn. Và bây giờ mình đã có được hai cái dụng cụ có dòng sửa chữa rồi. Nào là Hammer, nào là Giant Hammer luôn. Rồi giờ thì mình sẽ ngủ một cái đi. Rồi sáng thức dậy mình sẽ làm công việc tiếp theo nha. Kế tiếp thì mình sẽ chế tạo thử một cái cây chổi bay ấy. Tại vì trong đây có những cái cây chổi bay nè. Mình sẽ chế tạo thử một cái. Nhưng mà đầu tiên thì mình cần phải tìm những cái file of animation này trước nè. Và cái này thì thường thường sẽ có trong những cái rương của những cái đảo bay ấy. Và bây giờ chắc mình sẽ bay ra ngoài vùng biển đi. Ở vùng biển thì sẽ rất là dễ dàng tìm được những cái đảo bay luôn. Đó, và trên đảo bay đó còn có cả những quả trứng rồng nữa. Một công đôi chuyện luôn á các bạn. Đó, và bây giờ thì mình sẽ ra đây và tìm cái đây nè, một cái nè. Không biết cái này nó có cái lọ thuốc đó không nữa. Rồi mình sẽ đáp xuống và kiểm tra luôn. Ui cái này không có rồi, nhưng mà nó có chỉ nè, khá là tốt. Quả trứng rồng Aether chắc mình sẽ mang về luôn đi. Từ từ mình sẽ chuyển hệ cho nó sau ấy. Hoặc là up thêm một bé rồng Aether nữa để tìm giới tính còn lại. Tại vì mình muốn mọi thứ có một cặp ấy. Và cái rương dưới thì đã có một cái loại thuốc Fire of Animation rồi nè. Rất là tốt luôn. Và có thêm một quyển sách bảo vệ con vật được bắn nữa. Wow. Và cái này coi. Cái này có chỉ. Thuốc súng nè. Táo vàng, mana cất ship. Rồi lấy hết những thứ cần thiết thôi. Và cái này có táo vàng nữa. Nói chung hầu hết trong đây đa số là đều có táo vàng đó. Rồi giờ thì mình sẽ bay về nhà. Đây bay về nhà coi. Ui. Bay được rồi. Tại vì thỉnh thoảng phải để ý cái thanh thức ăn á. Khi mà đói thì mình sẽ không thể nào mà có sức mà bay tiếp đâu. Cái hướng nhà đây hướng nhà bên đây mới đúng. Suýt nữa thì mình bay qua cái khu vực stronghold rồi. Rồi bay về nhà thôi. Để coi nào, mình có thể chế tạo hình như là mỗi cây chổi hoặc là cái thảm bay á, thì mình chỉ tốn có một cái lọ thuốc thôi. Cho nên mình cần phải tìm thêm những lọ khác nữa và kiểm tra coi. Wow, thôi chắc mình sẽ lấy thêm một lần nữa và mình đổi cái thứ khác đi chứ farm nhiều quá. Mình xài cũng đâu có hết đâu, gần 1-2 stack vải rồng rồi. Đó, rồi. Một stack và 60 cái vải rồng Ender. Rất là tuyệt luôn. Quả trứng rồng thì mình sẽ trả lại nha. Đây, có lúa mì luôn. Đó, có lúa mì. Và cần thêm một lớp gỗ. Lớp gỗ cũng có rồi. Giờ thì mình sẽ chế tạo nó luôn nè. Đó, búp. Yay. Enchanted Room. Đó, đây là cái chổi bay nha. Và bây giờ mình sẽ thử lá chổi bay giống như một mụ phù thủy gì đó. Nhưng mà trong khi mình là kỵ sĩ rồng nha. Kỵ sĩ rồng nhưng mà vẫn có thể lái được chổi bay. Wow, xịn thật sự luôn. Rồi, giờ mình sẽ coi. Ui, cái này khó điều khiển lắm. Và cái việc bẻ cua thì mình bẻ từ từ, mình bẻ gấp quá nó không được này. Rồi, bay lên. Và coi cái chổi này có bị hỏng không nhá. Rồi mình sẽ thắng lại một cái nè. Xuống. Hình như cái này nó không có bị hỏng các bạn ơi. Nó chỉ có cái thanh năng lượng ở phía dưới thôi à. Và nếu nó bị hỏng thì mình cũng có thể chế tạo lại rất là dễ dàng luôn. Tại vì công thức của nó rất là đơn giản ấy. Đây là khi mà tăng tốc nè. Bay không thua gì đôi cánh của mình nhá. Tại vì các bạn cũng biết rồi đấy, khi mà mình sử dụng cánh á, thì bay sẽ mau đói lắm luôn. Và mình thì không có nhiều thức ăn. Cho nên có được một cây chổi để sử dụng khi mà hết thức ăn á, cũng là một biện pháp rất là hay để giúp mình có thể bay trên bầu trời mà không cần đến những bé rồng.
Đó. Giờ mình có thể thoải mái bay lượn luôn nè. Wow. Vậy là mình chế tạo trước cái cây chổi này đi, từ từ chế tạo thảm bay của Aladdin sao nhá. Rồi, giờ thì mình sẽ đi xuống dưới một cái. Rồi. Bay lượn được một vòng rồi nè. Cái này thì chắc mình sẽ treo nó lên. Mình sẽ lấy cái khung vật phẩm treo nó trước nha. Ui, quên quên quên, chổi mà treo vậy sao được? Chổi phải treo ở phía dưới thôi. Cái đây. Wow, gắn vào. Nhìn rất là đẹp luôn á, nó còn có những cái dòng lấp lánh nữa kìa. Wow. Rồi, tạm thời thì đặt cái bàn anh trai này xuống vị trí cũ đi. Và bây giờ chắc mình sẽ dọn dẹp đồ lại một cái. À mà khoan, trước khi dọn dẹp đồ thì mình cần phải tìm một cái con skeleton trước cái đã. Giờ mình cũng cần rất là nhiều xương luôn. Để coi nào. À, chưa 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 chưa, trước khi tìm con skeleton mình sẽ thí nghiệm với bé rồng coi. Để coi cho bé rồng vào trong được không nhá. Nếu được thì hay lắm luôn á. Cho bé rồng mình vào được luôn. Ồ, vậy thì căng nha. Để coi coi, nếu cho bé rồng vào cái mob farm này thì mình sẽ được cái gì nha các bạn. Rồi, cho bé rồng vào. Bé rồng quá lớn để có thể cho vào cái mob farm mini này. Nhìn bé rồng kìa. Ui, đừng nói ngỏm bé rồng nha. Ui, mình đang lo quá à. Ui, hy vọng bé rồng không sao nha. Ui, bé rồng mà có gì chắc nha, mình buồn lắm luôn á. Rồi 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 rồi, để coi coi. Ra gì đây, ra gì đây. Ui, là bé rồng không có rơi ra đồ rồi. Là mình không thể nào dùng bé rồng để cho vào cái mob farm được. Hên là bé rồng không sao á. Rồi thả bé rồng trở lại cái khu vực này thôi. Mình không muốn bé rồng ở đằng kia, tại vì khi mà rồng bự lên á thì sẽ rất là chật chội luôn. Nên mình đem ra gần cái bờ ao nè, để cho bé rồng mà dễ sống hơn nha. Các bạn thấy bé rồng của mình gầm chưa? Rất là kinh khủng luôn á. Rồi giờ mình coi coi. À, nếu cần da bò thì mình có thể cho ngựa vào, tại vì ngựa sẽ rơi ra rất là nhiều da luôn. Để coi, bây giờ mình cần tìm một con skeleton. Và để tìm nó bây giờ ban ngày thì hơi khó. Mình có cách rồi, chỉ cần xuống khu vực đào mai thôi là mình có thể tìm nó dễ dàng hơn. Tại vì ở phía dưới nó sẽ tối hơn ấy. Và bây giờ chắc mình sẽ dọn dẹp đồ lại một cái đi, để cho kho đồ trống trải hơn. Thì mình sẽ bắt đầu đi mai nhá. Sẵn tiện tìm thêm kim cương, để sắp tới mình làm một vài thứ liên quan về kim cương nha các bạn. Rồi ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình dọn dẹp đồ xong nhá. Hiện tại thì trong rương của mình chỉ còn có 26 cái khối kim cương thôi. Mình cần khoảng một stack kim cương, khối kim cương á, để có thể làm được một thứ rất là hay luôn. Nhưng mà từ từ đi, giờ thì mình sẽ bắt đầu xuống cái khu vực đào mỏ nè, và cố gắng tìm được thiệt là nhiều kim cương trong ngày hôm nay nhá. Rồi mình đã xuống đây rồi. À, kế tiếp mình sẽ cho gỗ vào trong rương. Ui, ô hôm bữa mình chưa có lấy kim cương lên nữa ta. Vậy là mình có thêm 8 viên nữa rồi. Và còn một ít cái khoáng sản mình chưa có kịp đem lên nè. Ở dưới đây còn rất là nhiều vật liệu xây dựng luôn. Từ từ mình sẽ đem lên trên và nung ra, để sắp tới chúng ta còn có vật liệu và xây dựng căn cứ nữa. Các bạn coi tốc độ đào của nó nè. Đào nhanh kinh khủng luôn á. Wow. Này, kim cương này. Để coi coi, được 5 viên rồi. Mình sẽ để kim cương gần gần đây, để chúng ta dễ dàng quan sát nha. Nó một kim cương ở dưới nữa nè, cắm đuốc lên một cái coi. Nếu mình đào một lần thì sẽ sửa hết luôn đúng không? Đây, đào. Wow, rồi mình đã có 8 viên kim cương rồi, mới đi một xíu thôi, khá là may mắn rồi đó. Giờ mình sẽ, ui, đây nữa nè, đây nữa nè. Đào ra luôn. Quá trời kim cương luôn các bạn ơi. Mình đã được 15 rồi nè, đào thêm một lần coi. 18 rồi, thêm một lần nữa. Hả? À quên, nữa cây sai anh Hammer của mình không có đào được những cái quặng emerald. Quên quên quên. Nó chỉ đào được kim cương trở xuống thôi. Nó chủ yếu là tìm kim cương thôi. Mình sẽ đào một cái đường thẳng thiệt là dài luôn nhá. Nó kim cương nữa nè. 23 rồi. Giờ mình sẽ dọn những cái chỗ sỏi này ra coi kim cương nó có mắc kẹt trong đây không. Mình sợ kim cương mắc kẹt trong đây lắm. Ủa vậy là không có mắc kẹt trong đây hả? Ok, tạm thời là 23 đi. Giờ mình sẽ đào thẳng về phía trước tiếp nhá. Rồi đi tiếp thôi. Ui, gặp nguyên cái chỗ sỏi rồi. Ô buồn vậy ta. Tự nhiên đang đào gặp chỗ sỏi ha. Thôi đổi hướng khác đi. Giờ mình sẽ đào ngang bên đây một xíu. Đó, đào thẳng về. Coi nào. Ô, ra mấy cái quặng lưu ly hoặc là than gì nhiều đi, để mình còn sửa cái cây hammer nữa. Chứ đào mà sửa không kịp là nó bị hư luôn á. Đúng rồi, đúng rồi. Các bạn có kinh nghiệm kìa. Rất là nhiều luôn.
và than nữa chứ. Chặt chặt nhặt vô nhặt vô. Than đầy rồi, chắc mình sẽ chứa một ít cái khoáng sản vào trong đây đi, để không thôi một hồi mình bị lạc khoáng sản á. Mình sẽ nhặt than vào. Đó, redstone không nhặt cũng được, chủ yếu là nhặt than thôi. Bên đây còn than không? Ủa, có vẻ bên đây, ui bên đây còn vàng nè. Bây giờ đi nhặt khoáng sản các bạn ơi, không phải là đi đào nữa mà đi nhặt thôi. Coi ra chỗ này có vẻ hết rồi. Ok, giờ sẽ đi tiếp thôi và cắm đuốc lên cái đã. Chủ yếu là mình tìm kim cương ấy, cho nên gặp mấy cái em quặng kiểu như redstone rồi chắc mình... Ui đây nè, kim cương nè, nên chắc mình không lấy cũng được. Rồi, và đây là một cái ravine hả? À đây cái ravine hôm bữa. À đây con nhện nè, mà nhện thì mình không còn. À đây 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 đây. Ui mình lại bỏ quên cái ấy rồi. Chưa về nhà lấy cái cọng dây cái đã. Cọng dây đâu, cọng dây đâu? Ui cọng dây mình nhét ở đâu rồi? Ồ quên quên quên, cọng dây mình đang bắt mấy bò mà. Đây 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 đây, lấy cọng dây lại. Chưa để cho nó lấy thêm một mẻ nữa đi. Giờ lấy ra thì tiếc lắm. Lẹ đi. Đó, được một mẻ rồi, giờ mình sẽ thả mấy bò ra trở lại cái khu vực hang thôi. Mining. Rồi sau đó bay lại đằng kia và bắt cái con skeleton cho vào cái cái mini mob farm các bạn ơi. Giờ mình đang đói nè, ăn vô một cái mới bay được. Chứ đói quá nó bay không có nổi ấy. Rồi bay thôi. Đó, bay thẳng về phía trước luôn. Quẹo cua nè. Rồi bắt cái con skeleton. Ui nó despawn rồi. Mình xuống chậm quá, nó despawn mất tiêu rồi. Thì cái tên định lại bắt mà không kịp rồi. Thôi kệ, không bắt được thì mình đi mai tiếp thôi. Đầu tiên thì mình sẽ lại đây. Và cái hammer mình giờ nó chưa sửa xong nữa nè. Mình đang lo là sợ đào dưới chừng nó bị hỏng ấy. Ui không ổn, vậy thì không ổn rồi. Chắc bây giờ mình phải gán đào thêm than rồi sửa cây hammer lại á. Chứ vậy thì nó dễ hỏng lắm luôn. Nó còn có một xíu đồ bền thôi hả. Đâu cây hammer mình đâu rồi? Ồ đây đây, có than nè, có than nè. Nó hết kinh nghiệm vào sửa đi, sửa đi. Chịu khó thôi chứ sao giờ. Đào đã vậy còn không ra kim cương, còn không ra kinh nghiệm nữa chứ. Ui sợ quá à. Ok làm liền luôn. Đào đi, khi nào nó còn vài chục đô bền thì mình sẽ ngừng đào cây hammer này nhá. Đổ qua cái cây hammer kim cương đào thôi, chứ cây sa hình này gần hỏng rồi. Đó, kinh nghiệm rơi vào đi. À, quên nữa, cái này cất đi chứ. Quên. Rồi đào ra. À, mà có khi nào mình có hai món sửa chữa nên nó chia kinh nghiệm ra không ta? Ui đừng xảy ra cái vụ chia kinh nghiệm nha, không thích đâu á. Rồi bước ra để lấy than thôi nào. Đó, nhặt than vào đem lên trên nung đồ nữa. Rồi đi tiếp, đi tiếp. Ui Emerald nhiều thực sự luôn á. Nè, mình sẽ dùng cái cây Diamond Hammer đào ra. Rồi đào ra. Ui ở trên còn than nữa kìa mà đào không có tới. Rồi sau đó chuẩn bị đuốc và cắm tiếp thôi. Đi nãy giờ chỉ mới có 26 kim cương thôi à. À đây đây kim cương nè. Cầu được ước thấy. Rồi 33 viên rồi. Coi nào, 38 viên hả? 38 thì chưa đủ. Thôi đi tiếp đi. Và để ý cái độ bền nhá, để không to một hồi hỏng không hay á. Ui đây nè nè. Ô kim cương bên đây luôn. Đó, đào ra. Được 44 rồi. Đó, lay quay là mình được một stack như chơi á. Rồi đi tiếp thôi. Đúng rồi, gặp than gì nhiều vào để sửa cái dụng cụ lại. Ui giật hết cả mình. Tự nhiên đang đào gặp hai con Creeper chặn đường chứ. Này thì Creeper nè. Rồi vô đây kiểm tra coi có kim cương không. Có vẻ ở trong, à đây có Emerald. Lấy luôn. Nãy giờ mình đào chắc cũng được khá Emerald đó, được 24 rồi nè. Rồi qua hướng bên đây coi. Bên đây là cái chỗ lava. Và có than nè, có than chắc mình sẽ đào ra. Đây mình sẽ đào ra bằng cây hammer này để cho nó sửa lại. Đó, sửa lại đi, nó sửa ít lắm các bạn ơi. Tại vì kinh nghiệm nó phải chia cho cây hammer kia nữa ấy. Nên nó sửa rất là ít luôn. Vứt redstone ra đi để nhặt than thôi. Nhặt than vào đi. À nhặt được rồi nè. Đó. Và gán lên mới được một stack kim cương rồi mới về cắt đồ ấy. Hướng này đã bị đụng cái hang à. Thôi đào ngang đi. Đó, kinh nghiệm rơi nhịp ra nhiều đi. Mình đang rất là cần kinh nghiệm luôn. Rồi sửa vào rồi đào tiếp. Nè có kinh nghiệm nữa nè, có kim cương luôn. Tiệt cứu mèo. Và chỉ còn có 1.000 đô bền nữa hả. Còn 900 mà. Ủa chắc mình sẽ đào thêm vài đường nữa thì mình sẽ trở lên nhá. Để không thôi hỏng thì tiếc lắm. Nó đang sửa lại từ từ nè. Rồi đào ra.
và coi coi còn 800 đô bên à, và mình được thêm kim cương rồi nè, mình đã được 52 viên và ở bên đây có một ít nữa, chắc cũng kha khá rồi đó. Giờ chắc mình sẽ quay trở lên trên nhá, để mình có thể đi săn những cái con quái á, rồi sau đó sửa full độ bền của cái cây hammer lại trước thì mới đi đào được, chứ giờ đào mà sợ sợ hư gì vậy thì không hay đâu đó. Cho nên mình sẽ quay trở lại phía trên ấy để sửa cây hammer rồi sau đó mới quay trở lại nhá. Hiện tại thì mình có tổng cộng là được một stack với 7 viên kim cương nè. Bây giờ mình sẽ chế tạo ra những cái khói coi tổng cộng mình được bao nhiêu khói nhá. Mình có được thêm 7 khói nữa là được 33 khói và 8 viên rồi. Mình cần khoảng một stack mấy, 2 stack. Chắc bây giờ mình sẽ đi đào thêm một ít kim cương nữa đi. Và mình cũng đã sửa được cái cây hammer của mình được một xíu rồi nè. Giờ mình sẽ lấy thức ăn và đi xuống cái khu vực đào mai để đi tiếp nhá. Và trong những cái rương sugar này thì bây giờ mình đã lắp đầy gần hết cái số than rồi, để sắp tới mình nung cái vật liệu xây dựng mình ra ấy. Và sắt cũng có khá là nhiều nè. Giờ mình sẽ cho hết cái số này vào trong để nung nhá. Đây, nung ra đi. Đó, lò nung kim cương thì nung nhanh khỏi phải bàn luôn. Giờ mình xuống dưới mình đào một xíu thôi, rồi quay trở lên là sắt nó nấu xong hết rồi đó. Rồi, ăn xong rồi. Giờ mình sẽ trở lại cái khu vực mining. Rồi, mình sẽ đào tiếp thôi. Nãy giờ đào về hướng bên đây rồi hả? Giờ đào hướng ở bên đây đi. Bên đây chưa có đào nhiều nè. Rồi, đào tiếp thôi. Chủ yếu là tìm kim cương á. Rồi, giờ cái cây hammer đã sửa gần đây rồi nè. Thoải mái mới đào luôn, không sợ bị hỏng như hồi nãy nữa. Mình sẽ cắm đuốc lên một cái. Rồi đi tiếp thôi. Đó. Wow. Ui có kim cương nè. Ui ở trên nữa. Trúng mỏ kim cương rồi. Được bao nhiêu viên đây? 9 viên rồi. Lấy cây hammer này ra đào coi. Cây này để bên trái để cho nó tự sửa lại luôn ấy. 11 viên. Đó, phải như vậy chứ. Rồi. Và nhìn ở phía trên đó nhá, nhiều khi kim cương nó rơi ở phía trên mấy cái cục đá đó, ổ cục đất đó thì không chừng á. Rồi, đào tiếp. À, kim cương nữa nè. may mắn á. Rồi, đào tiếp. Ui, kim cương nữa. Ồ, 20 viên rồi. Đó, phải may mắn như vậy thì mới mau đủ kim cương rồi làm công việc tiếp theo nữa chứ. Rồi, cắm đuốc lên. Có vẻ chỗ này không có rồi, đào tiếp. Đó, đào đến khi nào mà đủ một stack, gần một stack thì đi lên thôi các bạn ơi. Hoặc là khi nào cái hammer nó bị hỏng ấy. Rồi, để coi nào. Ui, gặp mấy chỗ than này cũng khá là vui á. Tại vì có than thì mình sẽ có thể sửa được cái cây hammer của mình. Rồi, ui, có emerald nữa nè. Emerald mình đâu có dùng cái cây giant hammer đào được đâu. Phải dùng cái cây hammer kim cương đào á. Rồi, nữa nè. Ui, emerald nhiều thế. Rồi, đào tiếp thôi. Ui, kim cương nè. Yay. Đào ra và được 29 viên rồi. Và cái kho đồ của mình giờ nó cũng đầy à. Giờ đâu còn chỗ để chứa đâu. Vứt ra bớt đi mấy cục đá này cho nó despawn bớt cũng được. Tại vì mình cần phải có khoảng vài chục stack là được à. Mà ở trên kho của mình chắc cũng gần đủ rồi đó, nên không cần phải nhặt mấy số đá củi đó làm gì đâu. Chủ yếu là nhặt khoáng sản thôi. Giờ mình sẽ đào thẳng về phía trước tiếp nhá. Đó, có vẻ cái đường này may mắn nè. Đào một xíu thôi đã được 20 mấy viên kim cương rồi. Cố lên. Ban đầu mình dự định sẽ ép cái dòng mềm mại vào ấy, nhưng mà nếu ép mềm mại thì không có ép cái sửa chữa được, cho nên thôi ép sửa chữa đi, nó sẽ tiện hơn. Rồi, và đây có kim cương nè, đào ra luôn. Nó 37 viên rồi. Phía trong kia là một cái ravine hay sao ấy. Hình như là ravine các bạn ơi. Đúng luôn, một cái ravine. Ui, creeper zombie nè, lại đây. Coi có kim cương không. Không có kim cương thì thôi mình sẽ đi tiếp. Không mất thời gian với mấy chỗ này đâu. Rồi đi tiếp về phía trước thôi. Nó kim cương nữa nè. Ủa 42 rồi. 48 rồi. Làm giàu không khó. Chỉ cần có hammer. Rồi cố lên. Ui mấy cái sỏi nó rớt nguy hiểm quá à. Mình thấy xịn vậy thôi chứ sỏi rớt cũng ngỡm như thường á. Không đùa đâu. Rồi đi tiếp, hy vọng đừng có gặp sỏi nữa. Mình không thích gặp sỏi khi đi mai đâu. Đó, có kim cương nữa nè. Yay. Rồi để coi coi với số này mình được 55 viên rồi. Cộng với số trên chắc cũng được khá khá rồi đó. Kim cương nữa nè. Đó, 59 viên. Rồi đi tiếp. Ui. Lâu lâu nó lại bị hụt hết một vài block ấy. Thành ra bị lọt hố hoài à. Rồi. Và nãy giờ cái cây hammer của mình nó còn có 2.000 đô bền thôi. Ủa, đi ngang cái chỗ lava luôn nè. Rồi, kim cương nữa. 62 viên rồi, lay quay gần được một stack nữa đó các bạn. Tìm kim cương thật là dễ luôn. Với cây hammer này mình có thể đi mai rất là dễ dàng. Và mình có thêm được một viên nữa. Chắc mình sẽ đào thêm một xíu nữa đi. Rồi chúng ta sẽ quay lại và lấy số emerald và trở lại phía trên nhá. Rồi, đến khi nào cây hammer của mình nó gần hỏng thì thôi.
Emerald nhiều lắm luôn ấy, chắc mình sẽ ưu tiên một bộ giáp Emerald cho bé rồng mình thích nhất luôn đi. Chứ Emerald nhiều quá cũng đâu có để làm gì đâu, chủ yếu là trao đổi với mấy anh dân làng ấy. Rồi. Ui, gặp ngay chỗ đất rồi. Mới đào một xíu thôi mà gặp chỗ đất rồi ta. Gặp chỗ đất thì đào ngược về cái chỗ mining thôi. Nếu mình cứ chịu khó đào tới đào lui như vậy nè, sẽ đào hết cái số kim cương ở phía dưới này luôn á. Như vậy thì mới đủ kim cương để chúng ta làm công việc sắp tới nữa. Đó, rồi giờ mình sẽ cắm đúc lên. Ui, kim cương ở phía trên kìa. Đó, được thêm 4 viên nữa. Rồi, cố lên. Ui, không được vứt vàng, quên nữa. Vứt cái đá này đi, nhặt vàng vào. Tự dưng vứt vàng làm gì không biết nữa. Đây, kim cương nữa nè. Wow, dây thêm 13 viên rồi. Một stack 13 viên rồi các bạn ơi. Có silver nữa nè, kim cương nữa luôn. Wow, coi được bao nhiêu rồi, 22 viên rồi. Và cây hammer mình còn 700 độ bền á. Mình sẽ đào thêm 5 lần đi. 1, 2, 3, 4, 5. Đào 5 lần mà gặp thêm kim cương rồi nè. Lỡ đào thêm lần nữa đi. 6 nè. Rồi và lần cuối nè, lần cuối này là đi lên á. 48 viên nữa. Dầu to rồi các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ lấy số Emerald nha. Để coi được 23 viên Emerald rồi nè. Giờ mình sẽ hoành ngược lại và gom hết cái số Emerald mà mình đào được nãy giờ luôn. Ở đây có kinh nghiệm nhặt vào. Than quá trời nè. Chắc mình sẽ nhặt thêm ít than đi. Đây mình sẽ nhặt thêm ít than đem về. Nó chỉ than nhiều quá không nhặt cũng hơi tiếc. Rồi dùng hammer bình thường đào ra thôi. Đào ra. Đào này ra luôn. Nó được 31 viên rồi. Ở nhà mình còn thêm 2 stack mấy nữa là cũng kha khá rồi đó. 35 rồi nè. Ở đây nữa. 38 rồi nè. Wow, ăn vô thôi. Nãy giờ đào quá trời rồi. Quên ăn luôn á. Rồi, ăn no rồi. Giờ mình sẽ đi tiếp về hướng bên đây. Ui, bên đây nhiều mấy cái cục đá lắm luôn á. Quá trời nè. Ui, có vàng nữa nè. Lấy vàng luôn. Vàng không lấy thì hơi tiếc á. Vứt cái đá này. Nhặt vàng vào. Đó, vàng vào rồi đó. Rồi giờ mình sẽ lấy thêm Emerald ở đây nha. 46 rồi nè. 49 rồi nè. Ui, dâm bay hả? Dám tác quái ở đây hả? Dám tác quái ở đây. Dám tác quái ở đây. Ngõm đi. Rồi, về thôi. Trên đường về coi còn Emerald không. Nãy mình thấy nhiều Emerald lắm mà ta. Ở đây nè. Nhiều tới mức mà mình nhặt còn không hết nữa. Rồi, lấy cái này nè. Rồi, có thêm vàng rồi đó. Và than. Khúc này thì lâu quá nên nó despawn bớt rồi. Thành ra nhìn rất là trống trải luôn. Rồi, lấy Emerald ở đây. Đó, mình được 53 viên Emerald nè. Giờ chắc mình sẽ quay về nhà luôn đi. Đó, về nhà một cái. Đá thì mình sẽ cho vào cái rương ở phía trên này. Sắt, vàng, and silver thì mình sẽ cho nó nấu ra nhá. Than thì chắc mình sẽ dự trữ sẵn ở trong đây luôn đi. Rồi, cắt bớt mấy cái khói này vào. Và mình sẽ nén mấy cái này lại coi tổng cộng mình được bao nhiêu cái khói rồi nha. Để sắp tới chúng ta còn làm công việc siêu VIP luôn nha. Rồi, cắt cái này vào. Nó 8 khói rồi. Thêm, wow, 13 khói và 3 viên kim cương. 46 khói rồi các bạn ơi. Chắc cũng gần đủ đó. Mình chỉ cần một chuyến đi mai nữa thôi là chúng ta sẽ đủ vật liệu để làm công việc VIP sắp tới rồi. Và tổng kết trong ngày hôm nay á, là mình đã làm được một cái chỗ farm tự động nè. Hiện tại thì mình đang farm xương. Đó, mình được 22 xương. Và có lẽ cái mũi tên nó sẽ rơi ra nhiều hơn ấy. Chắc sắp tới mình sẽ sử dụng mũi tên này nhiều hơn. Và đợi cho nó có thật là nhiều xương rồi cho bé rồng ăn thôi. Chứ giờ bé rồng mình đã hết thức ăn rồi ấy. Ngoài ra mình cũng đã chế tạo được một cái cây chổi bay nè. Để mình có thể sử dụng những lúc mà mình hết thức ăn á. Và vẫn có thể bay lên trên không được. Và ngoài ra mình cũng đã gần đủ số kim cương rồi. Và vải rồng Ender thì sắp tới mình sẽ chế tạo những cái vũ khí cũng như là giáp thật là tốt nha. Và cảm ơn các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.